Trong hai trận đấu gặp Myanmar và Malaysia, sân trường đều để lại dấu ấn đậm nét. Gặp Myanmar, tiền vệ này có đường kiến tạo sắc bén cho Văn Quyết mở tỷ số. Dù Myanmar sau đó sang hòa 1-1 vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn không nao núng và tìm được chiến thắng nhờ pha lập công của Lê Công Vinh. Sau trận đấu, Xuân Trường được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Điều này không nằm ngoài dự đoán của cánh truyền thông. Trước thềm AFF Cup, trang 442 Fox Sports đồng loạt gọi tên Xuân Trường vào top những cầu thủ trẻ tiềm năng hoặc đáng xem nhất AFF Cup.